Tiếp tục chương trình là một số tin tức nổi bật trong 24 giờ qua. Kính thưa quý vị, đối với chúng ta thì từ ngày 15 tháng 3, Samsung chính thức mở bán thế hệ Galaxy A series mới, gồm Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G và Galaxy A14 LTE. Những thiết bị mới nhất từ Samsung được trang bị khả năng quay video rõ nét vượt trội, mang đến trải nghiệm hình ảnh đỉnh cao, những thước phim ổn định và sắc nét. Cùng với đó là thời lượng pin được cải thiện so với thế hệ tiền nhiệm. Với thiết kế viền kim loại thời thượng ôm trọn cụm camera, tôi cảm thấy rất là bất ngờ bởi vì năm nay Samsung không quá phân cấp cái thiết kế nữa. Năm nay thiết kế quý vị thấy là nó tương đồng với những dòng S của chúng ta, gần như không khác biệt gì, nó chỉ khác biệt ở chất liệu thôi. Có nghĩa là Samsung đang muốn mang đến cho chúng ta một cái trải nghiệm cao cấp ở trên một chiếc điện thoại gọi là cận cao cấp và có thể là gọi là trung cấp nữa. Dòng Galaxy A54 5G có giá cao nhất là 10,49 và 11,49 triệu đồng. Galaxy A34 5G phiên bản RAM 8GB, bộ nhớ trong 256GB có giá 9,49 triệu đồng, độc quyền phân phối tại hệ thống Thế giới di động. Bản 128GB có giá 8,49 triệu đồng. Galaxy A14 LTE có mức giá mềm nhất, với hai phiên bản RAM 6GB là 4,99 triệu, độc quyền phân phối tại hệ thống Thế giới di động, và phiên bản RAM 4GB có giá 4,49 triệu đồng.